Kính thưa quý vị, giá hành tây gia tăng làm người dân Ấn Độ rơi lệ. Giá hành tây ở Ấn Độ lại gia tăng mạnh một lần nữa, với giá bán tại các chợ ở Tân Delhi và Kolkata lên đến hơn 1 Mỹ Kim một ký. Ăn sống như một món ăn kèm theo hoặc trộn vào các món cà ri, hành tây đóng một vai trò nổi bật trong ẩm thực Ấn Độ và sự tức giận của công chúng tăng lên một cách nhanh chóng mỗi khi giá hành tây tăng cao. Ngay cả bữa ăn của một người nghèo cũng có một chapati và hành tây, nhưng có vẻ như bữa ăn này cũng sẽ không còn. Mức giá thất thường đối với những hàng hóa dễ bị hư hỏng là điều thường xảy ra ở Ấn Độ, một phần là do phần lớn các trang trại phụ thuộc vào những cơn mưa để có nước tưới. Năm nay, hạn hán, rồi tiếp theo là những cơn mưa lớn đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp. Một thương nhân kinh doanh củ hành trong 30 năm qua nói rằng không có cách nào giá hành tây có thể rẻ, bất chấp những cố gắng của chính phủ. Ngoài ra, người tiêu dùng còn phải trả giá cho sự thiếu cơ sở lưu trữ phù hợp và những tắc nghẽn giao thông. Hai yếu tố này làm cho khoảng 30% sản phẩm tươi sống bị hư thối trước khi đến được chợ. Và một mạng lưới phân phối với nhiều lớp trung gian làm cho giá bán cho người tiêu dùng tăng cao. Cho dù là nguyên nhân gì, giá hành tây có những hậu quả chính trị ở Ấn Độ. Trong cuộc bầu cử năm 1998, đảng Bharatiya Janata đã bị thất cử sau khi giá hành tây tăng lên đến 0.97 Mỹ Kim một ký. Gieo trồng trễ và sự gián đoạn trong nguồn cung cấp rau và hành tây do những cơn mưa lớn liên tục trong mùa hè cũng đã thúc đẩy lạm phát thực phẩm. Giá hành tây đã tăng 51% giữa tháng 7 và tháng 8 năm nay. Bên cạnh hành tây, các cư dân ở Kolkata cũng phàn nàn về mức giá của cá ngày càng gia tăng, trong khi thu nhập của họ vẫn thấp. Tốc độ gia tăng trong giá lương thực ở Ấn Độ đã vượt qua mức 6.1% lạm phát của Trung Quốc và vào tháng trước đã tăng ở mức độ 18.4% một năm. Đây là mức gia tăng lạm phát nhanh nhất kể từ tháng 7 năm 2010.